Xin chào các em. Hôm nay thầy và các em sẽ học bài chủ đề 3 thư điện tử tính kèm dữ liệu. Nội dung bài học hôm nay: 1. Tính kèm tập tin. 2. Nhận thư có tính kèm tập tin. Bây giờ thầy và các em sẽ tìm hiểu tập tin tính kèm. Đây là giao diện của phần soạn thư mới. Để gửi tập tin tính kèm, các em hãy quan sát ở bên phải của nút lệnh gửi có biểu tượng chiếc kẹp giấy. Đây là biểu tượng của tập tin đính kèm. Ngoài nội dung văn bản, thư điện tử còn cho phép gửi nhiều tập tin khác nhau như hình ảnh, văn bản, âm thanh, gọi là các tập tin đính kèm. Tập tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn 5 MB. Nếu tập tin đính kèm lớn hơn 5 MB, các em phải nén tập tin trước khi gửi đi. Nếu tập tin được tải về từ Internet, thì thay vì gửi tập tin đính kèm, em hãy gửi địa chỉ trang web mà em đã tải tập tin. Thầy lấy ví dụ, khi thầy gửi một lá thư đến bạn Nabito và bạn Ukachi, thì thầy có nội dung thư đính kèm như sau. Đầu tiên, các em có thể thay đổi định dạng văn bản bằng cách là đổi phông chữ, màu chữ. Tiếp theo là các em có thể thực hiện gửi cho bạn địa chỉ trang web có chứa video. Ở đây, thầy đã thực hiện gửi một đường link của YouTube. Các em quan sát, đây là hình ảnh của tập tin đính kèm có dung lượng nhỏ. Ở đây, thầy thực hiện gửi tập tin đính kèm là tập tin hình ảnh. Hoàn tất, các em nhấn lệnh gửi để gửi lá thư đi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2, nhận thư có tập tin đính kèm. Thư có tập tin đính kèm là thư có biểu tượng hình chiếc giấy bên phải dòng thư trong hộp thư. Như ví dụ dưới đây. Các em thực hiện nhấp đúp chuột để mở thư có tập tin đính kèm, rê chuột vào vùng chứa tập tin đính kèm và nhấp chuột vào biểu tượng mũi tên tải xuống để tải về tập tin đính kèm về máy tính của chúng ta. Bây giờ, thầy sẽ hướng dẫn các em gửi thư điện tử có đính kèm tập tin. Các em sẽ ấn vào nút soạn thư. Giao diện soạn thư mới xuất hiện. Các em hãy gõ địa chỉ hộp thư đến. Chủ đề. Đây, thầy sẽ ghi chủ đề là bài tập. Nội dung, các em sẽ ghi nội dung thư. Sau khi viết nội dung, các em có thể định dạng nội dung bằng cách bôi đen, văn bản và chọn biểu tượng, in đậm và chọn màu chữ. Tiếp theo, hãy sẽ bắt một đường link YouTube thay vì gửi một video cho bạn. Để đính kèm tập tin trên máy tính của thầy, thì thầy sẽ ấn vào biểu tượng đính kèm tiệp xuất hiện hộp thoại. Thầy sẽ chọn tập tin cần gửi, sau đó ấn lệnh Open. Như vậy, vừa rồi, thầy vừa đính kèm một hình ảnh, một bài tập và một đường link. Hoàn tất, thầy sẽ ấn lệnh gửi. Bây giờ, các em hãy quan sát lá thư thầy vừa mới gửi. Trong đây có nội dung thư, link YouTube và file đính kèm thầy đã gửi. Các em muốn sử dụng file đính kèm, các em hãy tải xuống bằng cách nhấn vào mũi tên tải xuống. Tiếp theo, thầy và các em cùng tìm hiểu hoạt động Em có biết. Khi các em sử dụng hộp thư điện tử tại các máy tính công cộng, hãy nhớ đăng xuất khỏi hộp thư rồi mới đóng trình duyệt web. Nên chuyển cách tập tin các em đã tải về vào thư mục thích hợp ổ đĩa khác để tránh quá tải cho ổ đĩa C.
giữ cho dung lượng tập tin đính kèm là nhỏ nhất có thể. Chèn siêu liên kết hoặc liên kết URL thay vì đính kèm một tập tin có dung lượng quá lớn. Sau khi học xong bài học hôm nay, các em đọc và xem bài học. Tiếp theo, các em hãy xem và chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo. Chủ đề 4. Quản lý hộp thư điện tử. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Hãy chào tạm biệt các em.